Thưa quý vị và các bạn, nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là việc dễ dàng, ngay cả khi có sự chung tay của cả bố và mẹ. Chúng ta hẳn cũng đã nghe nhiều về sự vất vả của các bà mẹ đơn thân. Vậy còn bố đơn thân thì sao ạ? Hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng cảnh gà trống nuôi con là rất khó khăn nhọc nhằn. Đàn ông thì dù yêu con đến mấy thì cũng không thể nào chăm chút, lo lắng cho con bằng phụ nữ. Và để hiểu rõ hơn về chuyện làm bố đơn thân thì chuyện tối nay xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với một ông bố ở Hà Nội đang một mình nuôi dạy hai cô con gái nhỏ. Và trước khi gặp gỡ nhân vật này thì hãy cùng chúng tôi theo dõi đoạn clip sau đây. Đây là bộ ảnh cưới của anh Nguyễn Văn Thành, Hà Nội, thực hiện từ 3 năm trước, để kỷ niệm 2 năm ngày một mình anh nuôi hai cô con gái nhỏ. Bộ ảnh này đã gây sốt cộng đồng mạng vào thời điểm đó. Anh Thành đã không ngần ngại mặc chiếc váy cô dâu, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc cùng các con. Không chỉ đơn thuần là những bức ảnh kỷ niệm, với anh, qua những bức ảnh này, anh mong muốn hai cô con gái nhỏ của mình có thể cảm nhận được anh đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành tốt cả vai trò làm bố làm mẹ. Anh cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi cho rằng chính khoảng thời gian làm bố đơn thân đã giúp anh hiểu hơn sự hy sinh của những người phụ nữ. Và thưa quý vị, có mặt trong trường quay lúc này chính là anh Nguyễn Văn Thành và cũng là nhân vật chính trong đoạn phóng sự vừa rồi. Cảm ơn anh Thành đã tới với trường quay chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Xem xong những đoạn clip vừa rồi về những hình ảnh của bố con anh, đặc biệt là trong bộ ảnh kỷ niệm thì Thanh Huyền thấy thực sự là rất là cảm động và rất là ấn tượng. Hiện tại thì anh đang có hai cô con gái nhỏ đúng không ạ? Hai bạn nhỏ nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Một bạn năm nay vào học lớp 4 và một bạn là lớp 3. Hai bạn cũng khá là gần nhau đúng không? Một bạn lớp 4 và một bạn lớp 3. Mới nhìn qua thì giống như là sinh đôi, trứng gà trứng vịt đúng không anh? Anh có thể chia sẻ là vậy thì trong cái quãng thời gian anh làm bố đơn thân được 2 năm rồi đúng không ạ? 3 năm rồi. Vậy thì cái khoảng thời gian 3 năm đó anh đã trải qua nó như thế nào? Có khó khăn như mọi người tưởng tượng hay không? Thực ra thì lúc đầu khi mà mình đang có sự giúp đỡ từ người vợ, người mẹ của các con mình, nhưng mà xong thời gian mà không sống được với nhau thì coi như cái khoảng thời gian đầu đối với tôi nó rất là khó khăn, bởi vì mọi thứ mình bắt lại đầu lại từ đầu, và coi như gần như là mình phải đi học lại về những cái lớp mà kỹ năng kiểu nuôi dạy con nhỏ các thứ. Xong bắt đầu là ngoài những cái thời gian đó thì tôi đưa các cháu đi chơi, thì khi mà đến những cái nơi công cộng, khi mà các cháu còn bé, xong đầu vào những cái chỗ mà tắm rửa hay là vệ sinh thì rất là kiểu khó khăn cho tôi. Đúng rồi. Nhưng mà dần dần thì cũng quen. Nói dễ đơn giản như là các bạn nhỏ mà đi khu vui chơi mà cần phải đi vệ sinh thôi. Đã. Thì các bạn cũng đã lớp 3, lớp 4 rồi, không thể nào mà đưa các bạn sang bên nam. Đã. Và anh thì cũng không thể nào mà vào được bên nữ đúng không? Vì thế nên bố con cũng hơi bối rối một chút đúng không? Đúng rồi. Vậy thì trong tình huống đó thì anh xử lý như thế nào? Thì tôi thường nhờ một cô bé nào đi qua hoặc là nhờ cô lao công mà dắt vào của tôi. Khó khăn hơn rất nhiều so với việc là mẹ đưa con đi đúng không anh? Đúng rồi. Mà đó cũng chỉ là một ví dụ nhỏ thôi, còn rất nhiều những câu chuyện như thế, những cái tình huống như thế mà con anh cũng phải trải qua trong cuộc sống. Đúng rồi. Nếu chỉ nói không thì cũng đã thấy rằng là nó không hề đơn giản chút nào đúng không anh? Đúng. Một trong số những cái vấn đề mà gia đình nuôi dạy con cái cũng rất là trăn trở, khó khăn khi gặp phải, đó là vấn đề về tài chính. Anh Thành có thể chia sẻ là bây giờ anh đang làm công việc gì không ạ? Hiện tại thì mình đang mở một salon tóc và cà phê ở tại số 5 Đào Duy Anh, Hà Nội. Thanh Huyền thấy rằng là để nuôi một đứa trẻ thôi, chứ chưa nói đến hai đứa trẻ trong nhà đâu, thì cả hai vợ chồng đã phải đi làm cật lực, bởi vì cái chi phí cho mỗi một đứa trẻ, đặc biệt là các bạn nhỏ đi học thì rất là nhiều khoản của chi phí, thì đã rất là vất vả rồi, nhưng mà gia đình anh thì chỉ có mình anh thôi. Vậy thì vấn đề tài chính để nuôi dạy con cái nó có phải là vấn đề với anh không? Với tôi thì nó không phải vấn đề quá lớn, vì tôi có một cái quỹ riêng một tháng dành cho các cháu, hai cháu thì khoảng 2 đến 30 triệu đồng cho một cháu. Lớn vậy sao? Thì thực ra chi phí nó cũng khá nhiều chi phí mà. Quần áo rồi là các thứ linh tinh rồi là học hành, ăn uống đi lại rất là tốn kém. Có lẽ là trường học của hai bạn cũng hơi tốn một chút đúng không ạ? Thì cái mức chi tiêu cho mỗi bạn mới lớn đến như vậy. Đúng. Vâng đúng ạ. Vậy thì Thanh Huyền nghĩ rằng là nếu như mà cái vấn đề kinh tế không phải là vấn đề với anh, thì đổi lại anh cũng phải mất nhiều thời gian để đầu tư cho công việc của mình, thì anh mới có thể làm ra được nguồn kinh tế dồi dào để có thể nuôi hai bạn đó đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào anh cân bằng được giữa công việc
và nuôi con. Bởi vì như những gia đình khác, kể cả là khi người vợ họ không làm ra kinh tế đấy, thì họ vẫn sẽ lo hết mọi việc ở nhà và họ sẽ chăm con chăm cái, lo việc nhà để người chồng có thể rảnh rang để đi kiếm tiền. Nhưng như nhà anh thì sẽ không có được điều đó, mà anh sẽ phải vừa đảm nhận vai trò là đi ra ngoài xã hội để mưu sinh kiếm tiền, lại vừa phải quay trở về nhà và chăm sóc con cái. Vậy thì anh làm thế nào để cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc con cái? Thực ra cái thời gian làm việc của tôi, sinh hoạt hàng ngày đó, như sáng đến thì khoảng 6 giờ sáng tôi đã dậy, xong đầu là cho các cháu tắm rửa, xong đầu là ăn sáng, xong đầu là đầu tóc quần áo, xong tân tật là phải xong trước 7 giờ. Sau đó thì tôi đưa các cháu đi học và rồi mình đi làm. Thì trong, bởi vì tôi bây giờ tôi, cái chuyện làm tóc của tôi để ý rất ít, chủ yếu là dành thời gian để quản lý và coi như chăm sóc con cái. Bởi vì hai cháu vắng mẹ khá lâu nên thành ra thường nó sẽ rất là thiếu thốn tình cảm, nên là tôi sẽ muốn dành những cái thời gian mà rảnh rỗi của tôi cho hai cháu. Như vậy là hiện tại khi mà công việc của mình nó đã chạy vào guồng khá là ổn rồi, thì anh cũng dành, cố gắng dành thật nhiều thời gian để bù đắp lại những thiếu thốn tình cảm của hai bạn nhỏ, đúng không ạ? Vậy thì còn cái thời gian để anh giải trí, bởi vì là người ta thấy rằng trong gia đình ấy thì cái tinh thần của bố mẹ vui hay là buồn hay bực tức thì nó ảnh hưởng rất nhiều tới việc nuôi dạy con cái, ảnh hưởng rất nhiều tới đứa trẻ. Chính vì thế nên chính bản thân anh không chỉ thể suốt ngày đi làm rồi lại về chăm con rồi đi làm, mà anh cũng phải có những cái thời gian để giải trí của riêng anh, thì anh mới có thể cân bằng cuộc sống và có những cái tinh thần tốt để nuôi dạy con cái. Vậy thì anh phân bổ thời gian cho việc nuôi con này, đi làm để kiếm tiền này, và việc vui chơi, việc giải trí cho chính bản thân mình như thế nào? Thì thường thì tôi thường có cái thói quen nó kết hợp với nhau. Kết hợp ví dụ như, thế nào? Như là đi chơi thì có thể là coi như là tôi vừa đưa cho các cháu kiểu như là đi học các cái lớp mà kiểu như là về phát triển bản thân các thứ, xong rồi là vừa cho kiểu như vào các công viên các thứ đấy, hoặc là những cái thời gian rảnh thì tôi thường hay đưa các cháu đến các cái viện bảo tàng, hoặc là tham gia các cái hoạt động mà chạy hoặc là bơi lội vào các dịp cuối tuần. Nghĩa là cái khoảng thời gian giải trí của anh cũng chính là khoảng thời gian anh giải trí cùng với các bạn nhỏ của anh luôn, đúng không ạ? Và có lẽ là anh cũng cảm thấy rằng là khi mà anh đi chơi hoặc là anh cho các bạn nhỏ đi chơi, tham gia vào những hoạt động đó, thì chính bản thân anh cũng cảm thấy vui vẻ giống như là mình được đi chơi. Đúng rồi. Chứ không nhất thiết là anh phải hẹn hò riêng với các bạn bè của anh và đi chơi riêng của người lớn, đúng không? Đúng rồi. Vâng. Thanh Huyền muốn hỏi là về cái bộ ảnh đặc biệt mà trong đoạn phóng sự ở phần đầu chương trình cũng có đề cập tới, thì nguyên nhân tại sao, xuất phát từ đâu, động lực nào mà anh lại có cái ý tưởng chụp một bộ ảnh rất là đặc biệt như vậy? Thì thực ra thì chẳng qua là sau khi mà tôi cả cô vợ cũ coi như là chấm dứt thì là cũng khoảng hơn một năm sau, thì đúng ngày trước khi sinh nhật cô con gái thứ nhất, thì cô bảo là cô muốn chụp bộ ảnh mặc váy cùng mẹ cô ấy chẳng hạn. Nhưng mẹ cô ấy ở trong Sài Gòn. Đấy. Thế là tôi nghĩ mãi, thế là thôi, hay là mình thử mặc áo cưới xong rồi chụp ảnh cùng con xem sao. Nhưng mà không ngờ chụp xong cái bộ ảnh thì được rất là nhiều người chú ý đến. Thế thì bản thân hai bạn nhỏ nhà anh thì khi mà bố nêu ra ý tưởng là chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh mà bố mặc váy cưới cùng với các con nữa, thì các bạn có hưởng ứng không? Thái độ các bạn như thế nào? Mới đầu thì các bạn ấy kiểu như là không muốn mẹ cơ, nhưng mà mình đành phải dỗ là coi như mẹ không có ở đây thì bố sẽ có thể thay thế được. Và tôi thay thế được rất là tốt. Và các bạn rất là hài lòng, đúng không? Đúng rồi. Và đó cũng là điều mà anh, có lẽ là anh mong muốn nhất. Đấy là những điều mà anh muốn làm cho con của mình. Đúng. Trước hết là làm cho con của mình. Thế còn những người xung quanh, bạn bè anh hay là gia đình của anh thì có phản ứng như thế nào trước bộ ảnh này? Thực ra thì họ rất là sốc. Nhưng mà nhiều người họ biết tôi làm việc theo kiểu cảm xúc. Tôi thích là tôi làm, nên tôi không quan trọng là mọi người nghĩ gì với tôi. Thanh Huyền hỏi một chút về cái cuộc sống hàng ngày của ba bố con. Vậy thì vấn đề mà anh chăm sóc sức khỏe cho hai bạn, bởi vì lại là hai bạn con gái, thì cái việc chăm sóc sức khỏe hay là việc vệ sinh cá nhân hàng ngày, hay là việc chăm sóc giáo dục về giới tính cho các bạn chẳng hạn, thì cũng có gặp khó khăn gì hay không? Thực ra thì thời buổi công nghệ bây giờ mà, nên là với tôi chẳng có gì khó khăn, bởi vì mình có không biết chỗ nào đấy, mình có thể lên Google hay là lên YouTube mình gõ ra thì
đều có câu trả lời thì coi như là khá là thỏa đáng cho các cháu. Nhưng mà anh nói chuyện đó với các bạn nhỏ như thế nào? Thì mình sẽ phải kiểu như là mình giống như kiểu mình đọc con nhờ mình làm giải toán chẳng hạn, nhưng mình sẽ phải đọc lời dài nhưng mà mình remix thêm một tí cho nó khác khác đi. Tức là anh sẽ đọc những kiến thức ở trên Google, ở trên mạng, sau đó thì anh sẽ tìm cách nào đó để dễ truyền đạt nhất, truyền tải, nói một cách dễ để các bạn dễ tiếp thu nhất, để nói với các bạn về những kiến thức về giáo dục giới tính cũng như là chăm sóc về sức khỏe, đúng không ạ? Đúng rồi. Và có lẽ là sống trong hoàn cảnh nào thì cũng phải theo hoàn cảnh đó. Và khi mà bố đã phải chăm sóc các con gái nhỏ thì cả bố lẫn các con gái nhỏ cũng phải tập quen với chuyện là sẽ phải đề cập tới những cái vấn đề về vệ sinh cá nhân hoặc là vấn đề về sức khỏe giới tính trong nhà một cách thường xuyên và bớt cái chút ngại ngần đi, đúng không ạ? Đúng. Thay vì là nếu như nhà khác mà có mẹ ở nhà thì chắc là bố sẽ phó mặc cho mẹ hết tất cả những cái công việc đó, đúng không? Nhưng mà có lẽ là sống trong hoàn cảnh nào thì cả bố và con đều phải điều chỉnh để cho phù hợp với hoàn cảnh đó hơn. Và Thanh Huyền muốn hỏi rằng là với cuộc sống của anh hiện tại bây giờ thì anh có cảm thấy hài lòng hay không, và anh có mơ ước tới một điều gì khác, ví dụ như là một người phụ nữ nào đó sẽ có thể đến với ngôi nhà của anh và có cái bàn tay phụ nữ mang tới ngôi nhà và chăm sóc bố con anh hay không? Hiện tại thì với tôi cuộc sống bây giờ nó đang quá đầy đủ rồi. Viên mãn. Nên là tôi muốn dành toàn bộ lại thời gian và kinh tế dành dụm cho hai cháu. Chưa có một cái ý định nào để coi như tiến tới cuộc hôn nhân mới cả. Ra là vậy. Có lẽ là vẫn còn một chút ngần ngại sau dư âm của cuộc hôn nhân cũ, và Thanh Huyền nghĩ rằng là mọi vạn sự tùy duyên đi, đúng không? Rồi. Trong cuộc đời nếu như mà chúng ta có thể gặp gỡ được một người mà yêu thương ba bố con thật lòng thì mọi chuyện cứ để tùy theo duyên số. Một lần nữa xin cảm ơn anh Thành vì đã tới với Trường Quay Chào Buổi Tối và chia sẻ câu chuyện gà trống nuôi con rất là riêng của gia đình anh. Thưa quý vị, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một câu chuyện, và chắc chắn rằng là không ai muốn bản thân phải đơn độc trên mọi con đường. Cảnh gà trống nuôi con có bao giờ là dễ dàng. Ấy vậy mà bằng tình yêu vô bờ, những ông bố đơn thân vẫn vượt qua mọi khó khăn để nuôi con khôn lớn trưởng thành. Câu chuyện làm bố đơn thân của anh Phan Thành đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.